Thảo luận về dự thảo luật thủ đô sửa đổi tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đa số các đại biểu đánh giá hồ sơ dự thảo luật được các cơ quan chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần phải có cơ chế chính sách phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn của thủ đô như là tình trạng ô nhiễm môi trường, việc chậm cải tạo các chung cư cũ để xây dựng phát triển thủ đô thật xứng đáng với vị trí là trái tim của cả nước. Vừa là câu hỏi. Quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại thủ đô Hà Nội, đại biểu Đinh Ngọc Minh đề nghị cần có những quy định cụ thể hơn để giải quyết ô nhiễm. Vấn đề của thủ đô hiện nay là ô nhiễm môi trường, không khí, ùn tắc giao thông đang gây khó khăn cho phát triển thủ đô và người dân cả nước đến học tập công tác. Vậy sửa đổi luật lần này có giải quyết được vấn đề này hay không? Tôi đề nghị bổ sung thêm cơ chế để giải quyết các vấn đề này vào điều 28 về bảo vệ môi trường, điều 30 về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, nhất là các cơ chế cho các quận nội thành phân cấp. Chỉ ra nguyên nhân nhiều chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ cũ chưa thể cải tạo được do nằm trong khu vực nội đô lịch sử cần được bảo vệ, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị trong lần sửa luật này cần phải thiết kế lại quy định về nội đô lịch sử. Quy định rằng là chúng ta đã nói rằng là nội đô lịch sử là cái nơi là phải bảo tồn, phải tôn tạo, phải bảo vệ và không được thay đổi. Chính vì quy định này cho nên là chúng ta liệt kê ví dụ như quận Đống Đa vào, làm cho toàn bộ những cái khu ví dụ như chung cư cũ, những cái khu mà nhà ở tự xây, những cái khu mà nó rất là chen chúc lộn xộn trong bao nhiêu năm qua không cải tạo được, bởi vì nó nằm trong cái luật chúng ta đã quy định đấy là nội đô lịch sử. Do vậy cho nên là cái khái niệm nội đô lịch sử chúng ta cần phải đưa ra thuộc tính, chứ chúng ta không nên liệt kê cái đơn vị hành chính. Để thực hiện hơn 80 nhiệm vụ tăng thêm của thành phố Hà Nội, các đại biểu tiếp tục kiến nghị cần tăng thêm số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố để thực hiện các nhiệm vụ phân cấp theo đặc thù của thành phố. Tôi vẫn có một cái quan điểm như ý kiến đã phát biểu tại kỳ họp đấy, đó là cái số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tôi đề nghị có thể tăng lên mà 150 đại biểu và có thể là 30% đại biểu chuyên trách. Với cái số lượng như thế này tôi cho rằng là nó mới bảo đảm cái tỷ lệ trên 100.000 dân thì cũng là vẫn đang là cái tỷ lệ chưa phải là cao. Và cái số lượng này tôi cho rằng nhiệm vụ lớn như thế này và chức năng giao cho như thế này mà chúng ta với số lượng như vậy thì tôi cho rằng cũng có thể rất rất khó khăn cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Hiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã chỉnh lý theo hướng giao Hội đồng Nhân dân thành phố quy định tiêu chí thành lập và quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố để bảo đảm tính chủ động, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn theo từng thời kỳ, nhằm xây dựng kiện toàn được bộ máy đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, phân quyền bổ sung.